Chúng ta sẽ xem xét xử lý cái nguyên hàm này nhờ vào cái phương pháp đổi biến. Sau đó chúng ta chuyển thành tích phân dạng phân thức hữu tỉ. Rồi chúng ta sử dụng cái phương pháp Heaviside Cover-up để chúng ta phân tích cái nguyên hàm này thành các nguyên hàm cơ bản. Thì trước hết chúng ta cần nhấn mạnh nói rõ cái quan điểm như sau. Đây, chúng ta xét cái hàm số này. Viết bằng 1 trên sin x do cos mũ 3x trừ 1. Thì chúng ta có được cái tập xác định của hàm số này chính là hợp vô hạn cái khoảng ha. Mỗi con y là cái khoảng ha. Thì chúng ta có thể tìm tập xác định của cái hàm số này, chúng ta sẽ thấy được rằng cái tập xác định có dạng như thế này. Và chúng ta cũng sẽ không cố gắng xác định cái nguyên tập tập hợp các nguyên hàm của hàm F trên cái tập xác định của nó, mà chúng ta chỉ cần xét trên một cái khoảng y nào đó thôi ha, một cái khoảng thích hợp cho nó đỡ phiền phức. Chúng ta sẽ xét trên một khoảng thôi. Rồi trước hết chúng ta sẽ sử dụng phương pháp đổi biến, chúng ta đưa cái tích phân này về dạng tích phân dạng phân thức hữu tỉ ha. Được rồi. Ta bắt đầu giải từ đây. Chúng ta sẽ nhân tử mẫu cho sin x nè. Chúng ta biểu diễn mọi thứ thông qua cos. Sin x dx thì nó là chính là trừ vi phân của cos x. Trừ vi phân của cos x trừ đó. Nên cho sin bình phương x thì nó chính là 1 trừ cos bình phương x. Nhân cho cos y trừ 1. Như vậy cơ bản là mọi thứ chúng ta có thể biểu diễn thông qua cái hàm cos ha. Vậy chúng ta có thể chuyển qua đổi biến t bằng cos x này. Khi đó chúng ta chuyển đổi như sau. T bình phương trừ 1 nhân cho T mũ 3 trừ 1. Rồi. Vậy đây chính là tích phân dạng phân thức hữu tỉ ha. Và chúng ta chú ý rằng tích phân này, cái nguyên hàm này của một cái hàm phân thức hữu tỉ với bậc tử nhỏ hơn bậc mẫu. Chúng ta sẽ phân tích thông qua mẫu ha. Được rồi. 1 trên t bình phương trừ 1 nhân t mũ 3 trừ 1 thì nó sẽ là 1 trên t trừ 1 cộng 1 ha, nhân cho t trừ 1 tất cả bình phương nhân cho t bình phương cộng t trừ 1. Thì chúng ta sẽ phân tích thông qua mẫu ha. A trên cho t cộng 1 để cho đủ chỗ mình xuống dòng ha. A trên t cộng 1 cộng cho b trên t trừ 1 cộng c trên cho t trừ 1 mũ 2. Thì đơn giản mình sẽ có thể đảo lại nè. Mũ 2 đi mũ 1 cộng cho d t cộng e trên cho t bình phương cộng t cộng một. Rồi
trong đó A, B, C, D, E là các cái số thật ha. Cái đẳng thức này đúng với mọi T khác cộng trừ 1. Tất nhiên T là thuộc tập số thật ha. À, tất nhiên chúng ta có thể mở rộng cái đẳng thức này vẫn đúng trên tập số phức, bỏ đi những con T khác cộng trừ 1 và những T sẽ cho T phương cộng T cộng 1 khác không ha. Rồi, chúng ta sẽ không dùng cái kỹ thuật đồng nhất để tìm A, B, C, D, E ha, mà chúng ta sẽ dùng cái kỹ thuật Heaviside Cover-up ha. Chúng ta tìm A, B, C, D một cách dễ dàng hơn. Chúng ta sẽ đặt cái này là GT đi ha. GT hay chấm bằng ha. Tức là đặt GT bằng. Từ đây chúng ta có thể tìm ra con A một cách dễ dàng, không cần phải đồng nhất. Chúng ta nhân hai vế cho T cộng 1. Coi như này đẳng sao đi ha. Sao ra suy ra. A cộng cho T trừ 1 nhân nhầm T cộng 1 nhân cho B trên cho T trừ 1 bình phương cộng C trên cho T trừ 1 cộng cho D T cộng E trên cho T bình phương cộng T cộng 1. Bằng GT nhân cho T trừ 1 T cộng 1. À, chúng ta có thể thấy là khi chúng ta thay T bằng 1 bằng trừ 1 vào với phía phải nè, thật ra giờ là mình viết lại thành vế trái nè, thì nó chỉ đúng bằng con A. Còn bên phải này nè, khi thay T bằng trừ 1 vào, tất nhiên lúc đó chúng ta để một cái đàng hoàng á, chúng ta thấy rút gọn rồi sau đó mới thay T bằng trừ 1 vào, hay thật sự nó chính là cái quá trình tìm giới hạn ha, giới hạn của GT nhân T cộng 1. Khi T tiến đến trừ 1 thì chúng ta sẽ có A đúng bằng cái giới hạn đó. Thì từ đây ha, ta suy ra được A bằng GT nhân cho T cộng 1. Chúng ta thay T bằng trừ 1 vào ha. Thật ra một cách chính xác thì đây chính là cái giới hạn ha, thay vì thay một cách trực tiếp. Bởi vì cái hàm GT nhân T cộng 1 nó không xác định tại trừ 1. Tuy nhiên, chúng ta có thể nhân T cộng 1 vào, chúng ta rút gọn thì nó sẽ ra được cái hàm số phân thức hồng tỉ và hàm phân thức hồng tỉ mới có thể xem xét như cái hàm đó xác định tại trừ 1 ha. Thì đây chính là 1 trên T trừ 1 tất cả bình phương. Nhân cho T bình phương cộng T cộng 1. Ta thay T bằng trừ 1 vào ha. Thì nó bằng 1 phần 4. Thực hiện quá trình tương tự như vậy chúng ta xác định được con B ha. B nè. Tương tự. B bằng GT nhân cho T trừ 1 tất cả bình. Tại 1 ha. Đúng là tại 1. Ta tính toán GT nhân T trừ 1 tất cả bình thì ra là chính là 1 trên T cộng 1 nhân cho T bình phương cộng T cộng 1 tại T bằng 1 thì nó bằng 1 phần 6. Tương tự như vậy chúng ta có thể xác định được B ha. À, và nhầm C. C bằng GT trừ cho B trên cho T trừ 1 cao bình phương và nhân cho T trừ 1 tương ứng với T bằng 1. Cụ thể ở đây B chúng ta bằng 1 phần 6 ha. Sau khi rút gọn xong thì chúng ta vừa có biến đổi rút gọn thì chúng ta sẽ có được là nó sẽ ra bằng trừ t bình phương cộng 3t cộng nhau trên cho t cộng 1 nhân cho t bình phương cộng t
Ta thay t bằng 1 vào. Quả thì nó bằng trừ 1 phần 4 ha. Được ha. Thật ra chúng ta sẽ nhân hai vế cho t trừ 1 nè. À, ta chuyển cái con b trên t trừ 1 tất cả bình nè, qua bên trái nè. Tức là chuyển qua bên trái thì lúc đó chúng ta nhân hai vế cho t trừ 1. Thì cơ bản là khi t bằng 1 á, thì vế phải nó bằng c. Còn cái vế trái này nè, một cách chính xác thì chúng ta sẽ tìm giới hạn nè. Giới hạn của gt trừ cho b trên t trừ 1 tất cả bình. Tất cả nhân cho t trừ 1, t tiến đến 1. Kết quả ra như thế này ha. Còn cái con d, con e thì chúng ta có thể làm cách nhẹ nhàng hơn ha. Chúng ta có dt cộng e bằng gt trừ cho a trên cho t cộng 1 trừ cho b trên cho t trừ 1 bình trừ c trên cho t trừ 1 tất cả nhân cho t bình phương cộng t cộng 1. Thì ở đây chúng ta có thể sử dụng công cụ số phúc để chúng ta giải quyết ha. Từ sau chúng ta suy ra được điều này. Nhớ ở trên chúng ta đã lần lượt chúng ta tìm được A, B, C rồi ha. Rồi. Tiếp tục. Chúng ta sẽ thay T bằng Y vào ha. Ta sử dụng máy tính để nó lo việc này. D nhân Y cộng E bằng. Thì ở đây mình đã bấm máy tính sẵn ha, tại nó hơi dài dòng. Đây. Đây con T nè, chính là cái con x ha. Ở đây mình đã sử dụng chức năng số phức ha. Là cái số 2 nè, số 2. Rồi, mình sẽ mod 2 ha. Mình nhập cái hàm hàm GT của mình nè, tức là GX lúc này nè, trừ cho E nè. A trên T cộng 1 nè, trừ cho B trên t cộng t trừ 1 tất cả bình nè, rồi trừ c trên t trừ 1 nè, rồi tất cả nhân cho x bình phương cộng x cộng 1 ha. Ở đây mình có đảo thứ tự giữa con b và con c ha. Ở đây cụ thể cái con a nó bằng 1 phần 4 nè, con b bằng 1 phần 6 nè, con c bằng trừ 1 phần 4 ha. Rồi chúng ta sẽ dùng cái lệnh này con ha. Rồi nhập con x bằng y vào ha. Con y đây. Shift y, cái y đây ha. À không, nhập con y thôi. Nhấn ngay chỗ này ha, con y. Thì nó ra kết quả là cái biểu thức này nè, khi thay con x t bằng y vào thì nó ra bằng 1 phần 3. Rồi, vậy d nhân y dy cộng e bằng 1 phần 3. Chúng ta tức là 1 phần 3 này chính là 1 phần 3 cộng 0 nhân y ha. Từ đó chúng ta sẽ có được hai số phức bằng nhau khi mà chia phần thực bằng nhau, phần ảo bằng nhau. Từ đó chúng ta suy ra được D bằng 0 và E bằng 1 phần 3. Vậy chung quy chúng ta sẽ có được điều sau. GT chúng ta bằng A trên T cộng 1, A chúng ta bằng 1 4. Rồi cộng cho 1 phần 6 nhân cho t 1 phần t cộng trừ 1 tất cả bình phương rồi trừ cho 1 phần 4 1 phần t trừ 1 cuối cùng là 1 phần 3 nhân cho 1 phần t bình phương cộng t cộng 1 với mọi t khác cộng trừ 1 ha, t thuộc tập số thực khác cộng trừ 1. Như vậy chúng ta đã phân tích được cái hàm GT thành các cái hàm phân thức cơ bản mà chúng ta có thể tính được nguyên hàm của nó ha. Do đó nguyên hàm GT đi ta bằng nguyên hàm này thì bằng 1 phần 4 log Neibe trị đối T cộng 1 nè. Bên đây trừ nữa thì chúng ta có thể làm nhanh ha. Thì chính là nguyên hàm của nên nói chung là 1 phần 4 log T trừ 1 trên cộng 1 trên t trừ 1 rồi trừ cho 1 phần 6 1 phần t trừ 1 rồi cộng 1 phần 3 nguyên hàm dt trên cho
ta phân tích này thành cái bình phương ha, P cộng 1 phần 2 cả bình phương cộng cho 3 phần 4 ha, căn 3 trên 2 cả bình, chuyển thành là DT cộng 1 phần 2. Từ đó chúng ta sẽ có được kết quả 1 phần 4 log Nib trị đối T cộng 1 trên cho T trừ 1 trừ cho 1 phần 6 1 phần T trừ 1 cộng cho 1 phần 3 nhân cho 2 trên cho căn bậc 2 của 3 nhân cho tan của T cộng 1 phần 2 chia cho căn bậc 3 của 2 căn bậc 3 của 3 trên 2 tức là nhân 2 chia 3 chia căn bậc 2 của 3 nhân 2 lần. Và số cuối cùng cộng C ha. Ở đây chúng ta đã sử dụng cái kết quả sau. Lưu ý rằng chúng ta đã sử dụng nguyên hàm của D U trên cho U bình phương cộng A bình phương với A khác không ha. Thì nó chính là 1 phần A hạt tan U trên A cộng C ha. Ở đây chúng ta lưu ý rằng trước khi có 2t cộng 1 tất cả chia cho căn bậc 2 của 3 nó chính là t cộng 1 phần 2 chia cho căn bậc 2 của 3 trên 2 ha. Từ đó chúng ta sẽ có được kết quả nguyên hàm của dx trên cho sin x nhân cho cos mũ 3x trừ 1 bằng 1 phần 4 log Nib. Thật ra chúng ta không cần trị đối ha. Thay con T bởi con cos. Là 1 cộng cos x này. Trên cho 1 trừ cos x. Rồi trừ 1 phần 6. 1 trên cos x trừ 1. Rồi cộng 2 trên cho 3 lần căn bậc 2 của 3. Ngặt ta 2 lần có x cộng 1 trên cho cả 2 của 3 cộng C ha, biết lùi lại một chút xíu để có đủ chỗ. Bằng 1 phần 4 log Nib cos x cộng 1 trên cho 1 trừ cos x trừ 1 phần 6 có thể chuyển thành cộng 1 phần 6 1 trên 1 trừ cos x cộng cho 2 trên cho 3 lần căn bậc 2 của 3 đặt tay 2 cos x cộng 1 trên cho căn bậc 2 của 3 cộng C. Tất nhiên là chúng ta đang xét trên một cái khoảng thích hợp ha. Nào. Cái hàm số này có xác định trên cái tập D là họ của vô hàng cái khoảng rời nhau ha. Chúng ta xét trên một cái khoảng xác định nào đó của nó thì nó mới ra được cái kết quả này ha. Như vậy chúng ta đã sử dụng cái kỹ thuật Heaviside cover-up thì chúng ta sẽ xác định được các cái hệ số trong cái phân tích trên này một cách dễ dàng thay vì chúng ta sẽ dùng kỹ thuật đồng nhất nó tốn công sức ha. Con A có thể xác định dễ dàng, con C có thể con nhầm con B có thể xác định cách một cách dễ dàng. Con C thì hơi phiền phức một chút. Ta phải chuyển cái con B qua bên trái nè. Chính xác là con B trên cho T trừ 1 tất cả bình. Cái thao tác thay con T bằng 1 này vào thực ra nó là cái quá trình tìm giới hạn ha. Còn tìm D và E thì ta dùng cái kỹ thuật sử dụng số phức ha. Cái công đoạn để xác định cái giá trị của cái hàm số bên phải nè tại T bằng Y
thì chúng ta để cho máy tính nó lo ha, toán để máy tính lo. Sau đó chúng ta có được D y cộng e thì bằng 1/3 cộng 0 nhân y, từ đó tìm được d và e. Ta có được công thức này. Đến đây thì nó khá là cơ bản, chúng ta có thể tìm ra được nguyên hàm dựa vào các cái tích phân hàm phân thức cơ phân thức hữu tỉ cơ bản. Dạ, chúng ta dừng lại ở đây ha.